Xin kính chào toàn thể bà con và toàn thể quý vị đang xem live stream ngày hôm nay. Tối đây. Để thôi răng. Uống đúng vào cái chỗ anh quất. Già dần dần răng. Già nó khổ. Uống đúng vào chỗ đi bút thật đấy. Bút tận óc luôn. Xong lại thay không mỏi bằng không nọ. Đứng làm sao mà lại nhìn thấy cả ba cái áo vàng ấy. Tụt tụt ra tí. Để cho cái dương nó đứng gần gần tí đấy. Em dáng dài em tụt ra một tí. Màu màu cái máy này nó đẹp hơn hẳn nhỉ. Rồi thì Dương và Thủy Vân xin chào tất cả các chị em mình đang xem livestream của em. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em hay đang xem livestream của em, cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái cần một câu xin chào bất kỳ gì đó để biết rằng là các chị yêu đang xem livestream của chúng em và đang nhìn rõ chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay Double Tên Shop bên em mang ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị. Nên chị yêu nào mà mình đang xem được livestream của em đó là một điều may mắn rồi. Vậy thì rủ anh chị em bạn bè người thân vào đây cùng tham gia live. Ngày hôm nay rất là nhiều điều thú vị này. Rồi ngày hôm nay bản thân các chị yêu mình đừng để mình bị ẩn comment nhé. Nếu ngày hôm nay mình để mình bị ẩn comment thì rất là đáng tiếc đấy ạ. Hôm nay Double Tên Shop bên em mang ra một chương trình xả áo phao hot hit trên thị trường với mức giá 149.000 này. Đấy, áo phao hot hit trên thị trường này. Rồi trước khi bắt đầu vào chương trình này, em xin phép này nhờ các chị yêu mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền bên em ổn định chưa nào? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền bên em ổn định rồi, mọi người comment tại đây cho em là đã ổn định để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền nó chưa ổn định, mọi người comment những cái lỗi đó ở đây cho em này. Ví dụ như mắc lỗi là gì ạ? Âm thanh nghe không rõ này. Hình ảnh nhìn không nét thì mọi người comment tại đây giúp em để em khắc phục. Ngày hôm nay em có thể đem đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất. Và để đảm bảo là chúng ta tham gia chương trình này một cách ổn định, một cách tốt nhất được chưa ạ? Rồi, đã ổn định rồi đúng nào? Đã ổn định rồi, vậy thì Dương yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào một chương trình đó, không làm mất nhiều thời gian của các chị yêu nữa đúng nào? Ngày hôm nay sản phẩm phao đại hàng Quảng Châu cao cấp mang ra sale với mức giá 149.000 cho các chị yêu này. Đấy, 149.000. Ngày hôm nay các chị yêu dinh được gì nào? Em xin phép được giới thiệu qua về sản phẩm cho các chị yêu được không ạ? Rồi, với sản phẩm đầu tiên hiện tại em đang mặc trên người, một sản phẩm phao hàng Đại Hàn Quảng Châu cao cấp được thiết kế là phong cách Hàn Quốc này. Đấy, thiết kế phong cách Hàn Quốc là form dáng rộng các chị yêu nhá. Thiết kế hai phần túi hộp này, rất là lớn đúng không ạ? Thiết kế phần cổ lông này. Đấy, lông rất là mượt, lông trắng pha tiêu này, lông có thể tháo rời ra giúp em. Chất liệu phao da lộn này, trần bông rất là dày dặn này. Đấy, ống tay có khuy bấm này. Ngày hôm nay sale mức giá 149.000. Để đúng cú pháp là 149 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 15 lần chia ảm, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm hội trợ hội buôn bán công khai cho em này. Rồi tiếp theo là sang sản phẩm thứ hai đi ạ. Rồi, sản phẩm thứ hai em đang mặc trên người cũng là một cái áo phao dáng Hàn Quốc đúng không nào? Cũng là một áo phao dáng Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp này. Chỉ khác là lông tiêu trên cổ này là một cái lông tiêu màu, lông tiêu rất là đẹp luôn đúng không nào? Rồi, sản phẩm này được thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn này. Điểm nhấn là bên sườn chúng ta này, đấy bên eo chúng ta có rút dây. Chị em nào không thích mặc rút dây, mình tháo xả xuông ra giúp em. Đấy, phần mũ lông rất là tinh tế. Ngày hôm nay cũng mở bán với giá 149.000. Bên ngoài thị trường những sản phẩm như em và Thúy Vân đang mặc không bao giờ dưới giá 650.000 được không ạ? Đấy, nên ngày hôm nay bên em mở bán với giá 149.000 đổi lại lượt tương tác của các chị yêu nha. Rồi tiếp tục một sản phẩm mà chiếc mà bạn Canh bạn ấy đang mặc đây. Một sản phẩm mà Canh đang mặc này cũng là một sản phẩm đang hot hit trên thị trường làm mưa làm gió đúng nào. Sản phẩm được thiết kế phần cổ mũ lông rất là lớn này. Đấy, cực kỳ lớn này. Phao được thiết kế là phao dáng rộng, trần bông rất là dày, trần khoảng 5cm này. Đấy, phần eo của chúng ta có cái phần rút dây này. Chị nào thích mặc dáng suông mình mặc dáng suông, chị nào thích rút dây mình rút dây này. Có hai cái phần túi có nắp đóng cho chúng ta này. Đấy, ngày hôm nay mở bán chất liệu phao da lộn nhá. Mở bán với mức giá 149.000 trên
149.000 với 3 sản phẩm hiện tại em và Thùy Vân đang mặc trên người đây. Để đúng cú pháp 149 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, chia sẻ 15 lần lên đơn hàng thành công được chưa ạ? Đấy, cuộc chơi nào cũng có luật chơi, tuân thủ luật chơi mình mới chiến thắng được không ạ? Nên chị em nào ngày hôm nay mình không chia sẻ này mà mình comment tại đây, tự đánh mất quyền lợi của chính mình các chị em nhá. Đúng rồi, nhanh tay cho em nào. Chất liệu phao bên em là phao da lộn nha, hàng đến từ hàng Quảng Châu cho em này. Cực kỳ dày, cực kỳ ấm, cái này quá đẹp luôn các chị ạ. Ngoài thị trường em thấy đang bán từ 750.000 cho đến 1 triệu đồng đúng không ạ? Ngày hôm nay em sale đầu livestream cho các chị yêu, mức giá 149.000 các chị yêu nha. Không nghe nhầm đâu ạ, 149k. Kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nha. 2 lần lên trang group cá nhân và 13 lần lên các hội chợ hội nhóm cho em nào. Nhanh tay nào, ngày hôm nay có tới 3 thiết kế cho các chị yêu lựa chọn này. Từ dáng phao dài cho đến dáng phao lỗ này, quá là đẹp, quá là xinh đúng không ạ? Dù anh chị em bạn bè mình vào đây mình cùng mua, mình mặc một cái đội, một cái nhóm như này, đi du lịch chụp hình sống ảo thì bao đẹp, bao phê luôn đúng không ạ? 149.000 nào, 149k kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em nhé. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ đủ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nào, cái cơ hội chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu live duy nhất thôi. Nên chị yêu nào mình đã tham gia live với em rồi, mình comment nhiệt tình tại đây, chia sẻ đúng, vào đây comment bao nhiêu lần cũng được này. Để chỗ nào em cũng thấy comment của các chị yêu, thì khi em gọi tên các chị yêu mới thấy nha. Rồi nhanh tay nào, 149 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công này, có 3 kiểu cho các chị yêu mặc luôn đúng nào. Rồi này, toàn bộ là hàng hot hit trên thị trường, đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang hiện bây giờ luôn đấy. Em không nói sai này, bên ngoài không bao giờ dưới giá 650.000 đấy. Nên nhanh tay để đúng cú pháp tại đây cho em 149 kèm số điện thoại nào. Nhanh tay nào các chị ơi, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu live thôi. Và đúng rồi, hiện giờ này, nhanh tay cho em, hiện giờ đang là 7 phút rồi. 7 phút đã trôi qua rồi, còn chị yêu nào mà mình chưa comment thì phải nhanh tay comment. Chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ cho em này. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ đủ đơn hàng của mình sẽ không được lên thành công các chị yêu nhá. Rồi là cái phần mũ lông, cổ lông của em ở đây, là phần cổ lông của em là hoàn toàn có thể tháo rời luôn các chị yêu nhá. Đấy, lông cực kỳ là đẹp, cực kỳ là to luôn. Chỉ có hàng Quảng Châu mới có hàng đẹp, hàng xịn như này để bán cho các chị yêu luôn nhá. Và mức giá ngày hôm nay thì quá là ưu đãi rồi ạ. 149k nào. 149k kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nhá. Ngày hôm nay không chia sẻ đủ là không được đâu ạ. Không chia sẻ đủ chắc chắn là không có đơn cho em này. Rồi em cho các chị xem sát về cái chất liệu của sản phẩm nhá. Phao trần bông siêu dày siêu đẹp. Và cái tông màu vàng này nó rất là ấm áp và rực rỡ này. Trong một cái mùa đông lạnh giá đúng không ạ? Mình mặc những cái tông màu vàng như này nó nổi bật, nó ấm áp và nó sang chảnh vô cùng luôn nào. Nào, 149k kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nhá. Đã chia sẻ đủ ngày hôm nay mình mới có thể dinh quà nhá. 3 kiểu dáng cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ. Đó, 3 kiểu luôn, em giới thiệu lần lượt từng kiểu một nhá. Một kiểu như mannequin đang mặc ở đây ạ, là nó có hai cái túi nắp này và hai cái túi giả ở đây này, để có khóa ở tay này và dáng dài cho em nhá. Cái phần này mình có thể rút eo cũng được, mà các chị thả xuông ra mặc cho em cũng được. Cổ lông màu trắng ở đây rất là đẹp, lông trắng tiêu này có thể tháo rời cho em nhá. Đó là mẫu đầu tiên này. Mẫu thứ hai là mẫu như Thùy Vân đang mặc này thì kiểu dáng nó đơn giản hơn nhá. Đấy, có hai cái túi hộp ở đây và dáng là dáng dài này. Thùy Vân bên em là cao 1m63, hiện tại đang mặc trên gối một xíu thôi ạ. Thì mã này giúp em dáng dài này, cao trên 1m55 mình hãng mặc cho em nhá. Và một kiểu nữa là của Thùy Dương nha. Đấy, và một kiểu cuối cùng là của em, một sản phẩm này, phao được thiết kế là phao béo, phao dáng rộng, phong cách Hàn Quốc này. Đấy, có ống bo tay này. Đấy, túi hộp rất là lớn này, cổ lông rất là lớn đúng không nào? Mã này dáng ngắn hơn một chút nhá. Nếu chị yêu nào mình thấp thấp nhỏ nhỏ xinh xinh mình vẫn thích mặc cái dáng này thì mình chọn cho em mẫu này này. Thùy Dương bên em cao 1m55 và mặc mã này đang trên gối khoảng 10cm nhá. 3 kiểu dáng, 3 sự lựa chọn cho các chị yêu. Ngày hôm nay đồng giá 149k nào. Nhanh tay cho em nào, 149k kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em đủ 15 lần nhá. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ đủ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình. Rồi, duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi và hiện tại đang là 9 phút trôi qua rồi. Bây giờ khi mà đủ 10 phút nha, bên em sẽ ghim trực tiếp bình luận của 3 chị yêu nào là 3 chị yêu ngày hôm nay may mắn mua được với mức giá 149k nha. Lướt và ghim trực tiếp bình luận trên máy đang phát livestream này các chị ơi. Cơ hội cho mình là công bằng như nhau. Vậy thì mình thứ nhất là chia sẻ đủ cho em 15 lần. Thứ hai là comment cho em theo đúng cú pháp là 149k kèm số điện thoại. Chỉ để lại 149k hoặc chỉ để lại số điện thoại, hoặc chỉ để lại cho chị cái này cho chị cái kia là bị loại bỏ comment rồi. Đó, thứ nhất chia sẻ đủ, thứ hai đúng cú pháp, thứ ba comment thật là nhiều lần lên cho em để em có cơ hội được nhìn thấy các chị trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Rồi ok, ngày hôm nay 3 tình yêu may mắn cơ các chị ạ. Đấy, cơ hội vẫn đến với chúng ta đúng nào. Hiện tại bây giờ em đang thấy rất nhiều comment này. Một lát nữa này em sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream, sẽ ghim trực tiếp bình luận của các chị yêu được không ạ?
Rồi nhanh tay 149 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng Thành Công mức giá này. Đấy, phao béo này các chị nhìn nó trần dày chưa này. Rất là đẹp luôn. Ấm vô cùng ấm, đẹp vô cùng đẹp. Chất liệu pha do lợn cho em nhé, hàng Quảng Châu nhé. Và mã này giúp em này, dưới 65, dưới 70 cân em đều có size cho mình mặc vừa, vì nó là form rộng rãi thoải mái cho em ạ. Rồi cơ hội không còn nhiều nữa ạ. Hiện tại bây giờ chỉ còn 20 giây cuối cùng nha. 20 giây cuối cùng cho các chị yêu lên đơn với mức giá 149k nào. Comment cho em nhé. 149k kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em này. Hiện tại em thấy cái lượt comment, lượt bình luận của mình rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì em sẽ chọn trực tiếp trên người máy đang phát livestream này. Đấy, lướt trên màn hình trực tiếp đang phát livestream, ghim bình luận một cách ngẫu nhiên của chị yêu nào ngày hôm nay may mắn, nên cơ hội của mình là ngang nhau các chị yêu nhá. Không quan trọng là comment trước comment sau, cơ hội của mình là ngang nhau. Comment cho em nhiều lần lên thì khi mà em chọn ấy thì cái tỷ lệ trúng của mình nó sẽ cao hơn nhiều. Đó, và nhớ chia sẻ đủ cho em. Bởi vì em ghim trúng chị nào mà em kiểm tra không đủ lượt chia sẻ, em lập tức loại bỏ quà, chuyển phần quà cho người tiếp theo nha. Rồi ok nào, bây giờ này đã đến thời gian rồi, em không làm mất nhiều thời gian nữa. Bây giờ em lướt đây, em kéo một lượt này. Đấy, xong màn hình nó dừng chỗ nào em sẽ là ghim chị yêu nha. Rồi ok, em đã thấy nhìn thấy rồi này, chị này họ Nguyễn nha. Đấy, ok này, xin chúc mừng chị Nguyễn Anh. Thì Nguyễn Anh gì đây ạ? 149k này, 0987 8. Vâng ạ, 0987 8 2 2 32. Đúng nào, xin chúc mừng chị Nguyễn Anh. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là bao nhiêu ạ? 149k, không đúng không đủ, hủy ngay lập tức. Cuối cùng tiếp theo này, em vẫn đang lướt rất là nhiệt tình đấy ạ. Cơ hội vẫn còn đến với các chị yêu. Cơ hội vẫn đến với các chị yêu nha. Đúng rồi, chị yêu nào muốn may mắn như chị Nguyễn Anh, nhanh tay cho em nào. Chị Nguyễn Anh ơi, ngay lập tức phản hồi cho em và phải inbox cho em cái số lượt chia sẻ của mình nhá. Inbox cho em ảnh chụp số lượt chia sẻ của mình, nếu mà không đủ thì bên em sẽ chuyển quà cho người kế tiếp luôn ạ. Bây giờ em chọn chị tiếp theo luôn nhé. Chị yêu nào muốn được quà, nhanh tay chia sẻ và nhanh tay comment cho em nào. Rồi tiếp tục em ghim chị yêu nào đây nào. Chị Lê Lý đúng nào, 149k này. Rồi ngay lập tức inbox cho bên em để bên em check lượt chia sẻ. Không đúng, không đủ, hủy này, đúng đủ 149k, dinh một sản phẩm phao đại hàng đang hot hit đúng không ạ? Rồi vẫn còn một chị yêu cuối cùng. Một chị yêu cuối cùng sẽ được gọi tên đây. Vẫn còn này, em bớt ra 5 giây cho các chị yêu mình comment nhiệt tình tại đây cho em đúng không ạ? Rồi để em bắt đầu lại chọn một chị tiếp theo này. Đấy, ngày hôm nay 3 chị yêu may mắn và còn một chị yêu nữa này. Vâng, em bây giờ em lại tiếp tục lướt nha, lướt rất là nhiệt tình. Ok này, em đã nhìn thấy rồi đấy ạ. Rồi chị này là chị họ Nguyễn này. Đấy, rồi chị đây ạ, Ngọc Lan Nguyễn, 149k đúng không ạ? 0903 này, 234323. Xin chúc mừng chị Ngọc Lan Nguyễn. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là bao nhiêu ạ? 149k, không đúng không đủ, em hủy ngay lập tức các chị em nhá. Đấy, đúng rồi. Bên em xin phép là sẽ dừng chương trình 149k tại đây các chị yêu nhé. Ba chị yêu vừa may mắn được quà, mình nhanh chóng inbox cho em cái số lượt chia sẻ của mình. Em kiểm tra đủ thì em sẽ trao quà cho mình với mức giá 149k trên máy áo này nha. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển sang một chương trình tiếp theo này. Tất cả các chị yêu đang quan tâm đến sản phẩm này mà mình chưa dinh được với mức giá 149k đúng không ạ? Ở lại theo dõi với livestream với em nha, em sale mức giá rất là rẻ, giá giật mình cho các chị yêu luôn này. Rồi với sản phẩm này em có 3 mẫu áo phao dáng dài màu vàng này đúng không ạ? 3 mẫu áo phao đến từ Quảng Châu của bên em nha. Chất liệu của bên em, chất liệu đều là chất liệu phao rất là dày dặn và ấm cúng đúng không ạ? Bên trong là trần bông siêu dày cho em, và với 3 thiết kế này em đồng giá cho các chị yêu là 550.000 các chị yêu nha. Đó, ngoài thị trường em thấy họ bán mức giá rẻ nhất cũng là 750.000, 800.000 cho đến 1 triệu đồng một cái. 1 triệu đồng một cái áo phao như này nhá. Và ngày hôm nay em sale đồng giá 550k 3 mẫu này cho các chị yêu này. Bây giờ em xin phép là giới thiệu lần lượt từng mẫu một cho các chị yêu luôn nha. Lần lượt từng mẫu một này, bắt đầu từ mẫu của Thùy Dương các chị yêu nha. Rồi, với sản phẩm hiện tại chị Dương đang mặc là một sản phẩm phao được thiết kế này, phao dáng rộng phong cách Hàn Quốc đúng không ạ? Thiết kế là cái phần mũ rất là lớn này và phần lông của chúng ta này. Đấy, rất là lớn và rất là mượt mà này. Tay của chúng ta được thiết kế là phần bo có nắp khuy nhá, để chúng ta điều chỉnh này. Hai phần túi hộp rất là lớn, rất là sâu. Form dáng rất là rộng này và không quá dài, mặc chỉ vừa qua mông. Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá 550.000. Yêu thích để đúng cú pháp game này là gì ạ? K32. K32 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Chất liệu da lộn trần bông cực kỳ là dày dặn ở mát này. Đấy, em bao giá bao gió mùa luôn này. Cái cổ lông này, cái cổ lông, cái mũ lông quá là to luôn cho em này. K32 nhá. K32 là phao dáng lửng ngắn này cho em này. K32 kèm theo số điện thoại, em lên đơn mức giá 550.000 này. Rồi tiếp tục sang mã tiếp theo đây ạ. Mã tiếp theo của em đó chính là mã K16 các chị yêu nha. K16 này là phao dáng dài này, có điểm nhấn là phần hai túi hộp này. Đây là phong cách dáng đơn giản cho em nhé. Có phần rút dây ở eo này. Đấy, thì các chị hoàn toàn mình có thể thích thì mình chiết eo vào cho em, không thích thì mình thả xuống cũng được. Mà mã này giúp em là cao từ 1m55 trở lên mới mặc được cho em nhé, vì nó là dáng dài này.
Đấy, dáng dài Hàn Quốc cho em nhé. Mã hàng mà Vân đang mặc là K16. K16 em sale 550.000. Đủ size để size M, size L và cả size XL nữa. Từ 45 cân cho đến 65 cân, 70 cân quay đầu mình mặc được cái mã K16 cho em này. K16 này nó khác biệt là phần lông nâu nhé. Đấy, lông nâu có thể tháo rời cho em. Đó là K16 này. Và một sản phẩm cuối cùng ở đây đó chính là sản phẩm trên mannequin đang mặc. Thì em xin phép là sẽ không mặc lên dáng mã này nữa nhé. Đó, với cái sản phẩm này. Với cái sản phẩm này. Rồi, đừng đối nữa, cứ đứng đây xong giới thiệu lại một lượt. Rồi, với sản phẩm mà mannequin đang mặc đây ạ, thì nó cũng là phao dáng dài cho em. Thì điểm nhấn của nó đó chính là hai cái túi nắp cho em này. Và cái túi ở ngực này chất liệu là phao da lộn mà có cái khóa đây nữa ạ. Lông cổ màu trắng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì mã hàng ở kênh mặc này cho em là mã hàng K33 cái chị yêu nhá. K33 này, K33 có size M và size L, dưới 65 cân mặc được cho em này. Đó, bây giờ em xin giới thiệu lại với ba sản phẩm trước khi em rút mã này nha. Rồi ok, sản phẩm đầu tiên hiện tại chị Dương đang mặc là một sản phẩm này, phao được thiết kế này. Được thiết kế là dáng lỡ này, người trùng qua bông này. Thôi em giới thiệu lại một lượt về mã cho các chị yêu luôn nha. Rồi mã như kênh đang mặc là mã K33 nha. Mã kênh đang mặc K33 này, có size M và size L, từ 45 đến 65 cân mặc vừa, 550.000 nha. Mã Thùy Dương đang mặc mã hàng là K32. K32 có size S và size M, dưới 65 cân mặc vừa, 550.000 cho em này. Và mẫu Thùy Vân đang mặc là mã K16 nha. K16 cũng sale 550.000, có size M, L, XL, 45 đến 70 cân mình mặc được cho em này. Chốt cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại, em lên hàng cho mình thành công. Ngoài ra các chị yêu có thể trực tiếp ghé cơ sở của bên em. Rồi các chị yêu có thể trực tiếp ghé cơ sở bên em mình thử đồ xem đồ chưa ngứng ưng ý này. Cơ sở 1 là số 6 ngõ 41 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ 2 bên em là đối diện cổng trường Nông Lâm Bắc Giang. Hai chị yêu mình có thể gần cơ sở nào mình qua cơ sở mua đồ thử đồ này. Rồi ok nào. K33 là mã sản phẩm canh mặc 550.000. K32 là mã sản phẩm em mặc này, 550.000 này. Và K1 tiếp theo là K16 này, cũng 550.000 một sản phẩm phao dáng Thùy Vân bên em là cao 1m63 nhé. Nên là mặc cái dáng dài rất là ok cho em này. Thì cái dáng dài này em thấy là các chị nào mà cao ráo một xíu mình mặc sẽ ok hơn. Còn cái dáng của Dương mặc thì nó sẽ dễ hơn nhé. Dáng của Dương là dáng ngắn hơn thì các chị nào mình cao thấp mình mặc đều ok cho em nhé. Rồi ok đấy. Các chị ơi, và sản phẩm này bên em chỉ có màu vàng. Bởi vì màu vàng là cái màu bán chạy nhất và đang là hot trend này, mặc cái màu vàng này rất là sáng da đúng không ạ? Rồi ok, 5 giây cuối cùng, chốt K33 hoặc K32, K16 kèm màu kèm số lại trên cùng dòng comment giúp em. Đấy. Đúng rồi các chị ơi. À, mẫu này em cũng có một số màu khác nhưng hiện tại em đang chưa có để livestream nhé, thì các chị có thể inbox em tư vấn thêm cho mình nha. Inbox đi em tư vấn thêm mã này cho em này. Em biết là mã này nó hơi cao tiền một xíu thì mình đặt hàng qua livestream thì mình sẽ không được yên tâm cho lắm đúng không ạ? Vậy thì chị yêu nào ở gần cửa hàng em mình ghé trực tiếp cửa hàng em mình chọn đồ cho ưng ý này. Đó, cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội và cơ sở 2 đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Đó, và như nào ạ? À, hoặc là các chị mua online thì các chị đặt tại livestream này hoặc là gửi qua inbox cho em tư vấn thêm cho mình nhá. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển mã tiếp theo luôn này. Rồi em này, qua một mã tiếp theo, đó là một cái mã kaki này. Một cái áo kaki cực là đẹp, cực kỳ là hot trend luôn này, mà mọi người hỏi rất nhiều đúng không nào. Mẫu kaki này của em nhá, với điểm nhấn là một cái túi hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ở cầu vai đúng không nào. Và một cái túi này, đấy, một cái túi đúng trong rồi. Một cái nút eo đây nhá. Mã này là dáng parka nhá, dáng parka hàng rất là hot hit của năm nay này. Bây giờ em lên luôn một cái con parka này, giá gọi là giá siêu phẩm cho các chị yêu đang hóng này. Quá nhiều hàng mới về hôm nay luôn các chị yêu ơi, ở lại livestream với em lên hết cho các tình yêu nha. Mức giá gọi là giá rẻ bằng 1/2, 1/3 so với thị trường thôi. Đó các chị ơi, chị nào hay mua hàng của bên em là cũng biết rồi đúng không ạ? Em parka hàng xuất này ngày hôm nay em sẽ mang cho các chị yêu. Với cái điểm nhấn thiết kế của em nó là gì ạ? Tông màu xanh rêu quân đội này, thiết kế chất liệu kaki bên trong trần bông siêu dày siêu ấm chất rất là đẹp cho em nhé. Có kèm cho các chị thêm một cái mũ lông này, cái mũ này hoàn toàn có thể tháo rời cho em này. Điểm nhấn là gì ạ? Đấy, hai cái phần túi hộp ở hai bên này và các chị có thể rút dây eo hoặc thả xuông cái phần này cho em này, rất là ok này. Đấy, cái dáng parka bao giờ nó cũng rất là cá tính và rất là ngầu như này cho em đúng không ạ? Và ngày hôm nay như nào? À quên mất là điểm nhấn nữa là cái này nó lót, nó rất là ấm các chị ạ, nó hàng đại hàn này. Lót nỉ này, lót nỉ lót lông mượt toàn thân luôn này các chị này. Ấm chưa từng bao giờ có ấm hơn, mà cái này mặc đi mưa đi tuyết cho em cũng gọi là thoải mái luôn nhá. Đấy, mặc ở thời tiết mà mình mặc đi du lịch nước ngoài các thứ cũng rất là ok cho em. Và mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các tình yêu này. Ngoài thị trường em thấy họ đang bán những cái parka xuất này, rẻ nhất cũng 950.000, không thì cứ 1 triệu, 1 triệu rưỡi này. Mà giá ở ngoài hàng hãng toàn 2 triệu, 3 triệu thôi, toàn những cái giá nghe rất là đau đầu luôn đúng không ạ? Tại sao em ngày hôm nay giá rất là yêu thương cho các tình yêu luôn ạ? Em parka này em sale mức giá 350.000 các chị yêu nhá. 350.000 một em parka này cho em này. Và mã hàng của em nó đó chính là mã hàng K42 nhá. K42 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nào. Hàng có đủ size, đủ số, từ size M đến size 2XL,
từ 40 cân cho đến 65, 70 cân mình đều mặc được mã này cho em này, tùy chiều cao cho em này. K42 này, mã này nam mặc được luôn. Các chị ơi, mã này mặc thành áo đôi tuyệt vời ông mặt trời cho em luôn này. Đó bởi vì nó có đủ size cơ, từ size M cho từ 40 cân cho đến size XL 65, 70 cân là em đều có size luôn này. Đấy, rất là khỏe khoắn kiểu thể thao quân đội ấy các chị. Đó, K42 cho em nhá. K42 theo size kèm theo số điện thoại. Sale mức giá có 350.000 thôi, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Các chị nhìn này, đối với chị cái mũ cổ lông này. Đẹp quá đẹp luôn. Mấy mà hàng xuất như này không có nhiều đâu các chị ạ. Mình mà không nhanh tay là em cũng hết hàng, em cũng chịu luôn. Đấy vì cái mã này ngày hôm nay số lượng rất là hạn chế nhá. Và đem ra giới thiệu ở đầu livestream cho các chị luôn này. K42 kèm theo size kèm theo số điện thoại này. Lên đơn mức giá 350.000 nhá. Size là có từ size M đến size 2XL nhá. M đến 2XL này. Đó, nhanh tay chốt cho em nào. Nhanh tay chốt cho em theo cú pháp nha. K42 kèm màu kèm số điện thoại nào. Hôm nay có 4 tông màu, em sẽ lên 4 tông màu cho mọi người nha. Mà chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 là một cái giá cực kỳ là rẻ đúng không nào? Mà chỉ có một màu duy nhất thôi các chị yêu nhá. Đấy, mã này chỉ có một màu duy nhất thôi ạ. K42 kèm theo size kèm theo số điện thoại cho em này. Quá là đẹp luôn, là cái mũ có thể tháo rời cho em, phải nhìn cái khóa rồi biết hàng xịn rồi đúng không ạ? Rút dây eo hoặc thả xuông cho em đều được. Bên trong lót lông đấy. Lót lông cho các chị vừa xem rồi đúng không ạ? Lót lông mượt. Quá ấm luôn, nó toàn thân luôn này. Trời ơi, mặc cái này có khi là còn nóng ấy. Trời nào mà không lạnh mà cái này nóng luôn đấy các chị ạ. Đó, K42 kèm theo gì ạ? K42 kèm theo size kèm theo số điện thoại cho em. Đó, size từ size M đến size 2XL là từ 40 cân đến 70 cân mình mặc được cho em nhé. Bây giờ em rút luôn mẫu K42 này, còn tình yêu nào chốt thì nhanh tay cho em nhé. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được qua một siêu phẩm tiếp theo, là qua một sản phẩm này. Vẫn là sản phẩm áo khoác kaki hiện tại em đang mặc trên người là hàng xuất các chị yêu nhé. Một sản phẩm được thiết kế điểm nhấn này là khóa sừng này. Đấy là cái khuy sừng giúp cho các chị yêu này. Đấy, nó là điểm nhấn đặc biệt đầu tiên là phối cái phần da ở những cái họa tiết này. Đấy, rất là đẹp, đặc biệt đúng nào. Và hai cái phần túi rất là sâu này. Đấy, một thiết kế này, một form dáng rất là gọn gàng này. Đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang đối với sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người. Đấy, và ngày hôm nay sale giá sốc sập sàn sản phẩm này, các chị yêu mình có đoán được không nào? Bên ngoài thị trường em tham khảo giá thị trường với cái sản phẩm này bán này không thấp dưới là 750.000. 750.000 em đang thấy giá là giá thấp nhất đúng không ạ? 750.000 đến 1 triệu sản phẩm này là quá đáng này. Đấy, một sản phẩm kaki chất liệu rất là đẹp và rất là dày dặn luôn. Ngày hôm nay ở tại cửa hàng bên em này là đang niêm yết với giá là bao nhiêu ạ? Đang niêm yết với giá là 500.000. Và ngày hôm nay em mang ra xả giá sốc cho các chị yêu luôn. Giá chỉ còn là 350.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào, K39 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 cái chị yêu này. Đấy, cho các chị yêu mình đón gió mùa một cách ấm áp nhất. Quá luôn, đẹp nhất là ấm có thể luôn đúng nào. Ủa ôi này, đẹp tuyệt vời luôn các chị ạ. Chất liệu kaki rất là dày trần bông cho em này, kèm cho các chị một cái khuy cúc sừng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Hàng xuất của em đấy ạ. Hàng xuất, hàng thiết kế này các chị nhìn này, đường kim mũi chỉ rất là chuẩn này, chất liệu kaki này và hàng xuất khẩu cho em này. Từ cái cúc, cái khóa này, cái khóa đồng này, cái khóa đồng cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là trơn cho em nhấn form dáng nhé. Mã này thì em có hai size cho các tình yêu lựa chọn, đó là size S và size M. Cho các tình yêu dưới 55 cân mặc vừa cho em, và mã hàng của em nó là mã hàng K39 nha. K39 cho em này, đây em cho các chị xem cái mác hàng xuất này. Đó, cái mác này đúng không ạ? Mác hàng xuất của em đấy ạ. K39 cho em nhé. K39 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. 3 tông màu của K39 này. Đó, tông màu đầu tiên là tông màu xanh rêu, xanh quân đội đấy ạ. Đấy, tông màu xanh quân đội như Thùy Dương đang mặc. Tông màu tiếp theo là tông màu be, màu kaki đấy ạ. Đấy, tông màu kaki đấy ạ, màu nâu kaki nhá. Và một tông màu nữa đó chính là tông màu xanh tím than này các chị yêu này. Đó, bây giờ em sẽ lên người tông màu xanh tím than luôn nhá. K39 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em này. Đây các chị xem, chị xem cái phần trần toàn bên trong này. Trần lông tuần bông toàn bên trong này, phần cổ lông cho em này. Đó, hàng xuất khẩu các chị yêu nhé, hàng Trung Quốc xuất khẩu rất là đẹp và rất là chắc chắn này. Trên từng đường kim mũi chỉ rất là sắc nét cho em nhé. K39 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Nhanh tay cho em nha. Nhanh tay cho em nào. K39 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Với 3 tông màu cực kỳ đẹp đúng không nào? Một cái áo kaki đẹp như này thì mọi người đừng chần chừ giúp em nha. Mặc cực kỳ là ấm này, lên form cực kỳ chuẩn đúng không nào? Đúng rồi. Nhanh tay giúp em nha. Sang chảnh, rất là sang chảnh, cá tính và rất là tây luôn cho em đúng không ạ? Sale chỉ có 350.000 thôi ạ. Mã hàng là gì ạ? K39 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em.
Số lượng hàng trong kho bây giờ em còn rất là hạn chế thôi, các chị ơi vui lòng chốt nhanh chốt sớm cho em không là hết hàng luôn nhá. Bây giờ là thời điểm cận sát Tết rồi, nhập hàng rất là khó khăn. Trời thì lạnh này, Quảng Châu thì ngừng sản xuất hàng này, hàng này tắc bên liên tục này, đó là hàng về rất là nhỏ giọt. Yêu thích mã nào chốt ngay cho em mã đó, một khi mà đã hết hàng là hết luôn, không còn nữa các chị ơi ạ. Những cái mã này em chỉ bán 1-2 ngày là hết nhá. K39 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại nào. Có size S và size M cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. Size S và size M dưới 55 cân mặc vừa cho em nhé. Ui đẹp quá cái này. Cái này ra store hàng này, nó xuất đi nó bán ở các store, ở các hãng 2-3 triệu là bình thường luôn các chị yêu nhá. Rồi tiếp tục là K39 màu xanh tím than này. Một tông màu xanh này vừa sạch mà vừa phù hợp tất cả mọi độ tuổi chúng ta đúng nào. Rồi K39 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 và hàng có size S, size M dưới 60kg mình mặc ok cho em sản phẩm này. Một sản phẩm hàng xuất rất là đẹp này. Đấy, một thiết kế này. Tuy nó đơn thiết kế này rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào, mặc lên rất là sang các chị yêu nhá. K39 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Đấy. Không ở đâu có cái mức giá yêu thương như bên em bao giá bao chất toàn thị trường luôn được không ạ? Rồi K39 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K39 màu xanh tím than 350.000. K39 màu xanh quân đội này. Đấy, 350.000 này. K39 một màu nữa là một màu beng 350.000 này. Rồi, 3 tông màu của K39. 5 giây cuối cùng cho các chị yêu mình lựa chọn cho em K39 này. K39 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 các chị yêu nhá. Rồi K39 này, màu tím than, K39 màu be và K19 màu xanh quân đội này 350.000. Rồi bây giờ em rút mẫu đây ạ. Rồi tiếp tục này, nhanh tay nếu yêu thích thì nhanh tay để lại cho em ok chưa nào. Tiếp theo em đang qua một cái mẫu áo phao, đây là một mẫu áo phao da nhăn bên em nhà, một cái mẫu áo phao nhăn này cực kỳ là đẹp luôn, với cổ lông tiêu được pha màu. Cái cổ lông này là hot trend luôn đúng không nào. Ôm form thì cực kỳ là chuẩn này, mặc áo phao mà không hề bị sợ mất dáng luôn. Với túi này, ren hoa cho một cái ren đen cho mọi người nhá, có cúc bấm vào đây này, không sợ rơi cho em đúng không nào. Hôm nay chiếc áo phao này rồi các chị yêu ơi, tiếp tục qua sản phẩm tiếp theo này. Mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em luôn ạ. Đấy, quá đẹp luôn này. Đấy, lên cái màu cam đất này nói chung là đẹp nhở. Đấy, rất là chuẩn cho em này. Đó, ngày hôm nay em xả mức giá đặc biệt cho các tình yêu luôn. Ngoài thị trường em bán thêm, họ bán cái này 700-800 là bình thường đúng không ạ? Đấy, tại shop em đang niêm yết mức giá 450.000 và ngày hôm nay sale đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em. Với mức giá chỉ có 390.000 mã này thôi ạ. 390.000 nha, mã hàng của em là mã hàng K49 này. K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, em lên đơn cho mình mức giá 390.000 và hàng đủ size đủ số này, từ size L cho đến size 3XL, từ 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều mặc vừa cho em mã này nha. Đó, mã hàng K49 các chị yêu nha. K49 của em chất liệu là phao nhăn nha. Phao nhăn trần bông rất là êm ái và mềm mịn này, hàng đến từ hàng Quảng Châu cao cấp cho em này. Phần cổ đây, lông của em là lông pha màu này. Đấy, lông tiêu pha màu cực kỳ mềm mại và cực kỳ đẹp đúng không ạ? Thì cái phần lông này các chị hoàn toàn có thể tháo rời, và phần mũ các chị cũng có thể tháo rời luôn cho em này. Đó, dáng là dáng ôm vừa vặn vào người nhé. Dáng ôm vừa vặn vào người, chiếc eo tôn dáng rất là ok luôn này. Và dáng phao là dáng phao lửng nhé. Cái dáng phao lửng này thì như nào, nó vừa dướm cho cơ thể mà nó không lo là quá dài, không lo quá ngắn. Đấy, khóa cho em là khóa 2 chiều này, các chị đi xe máy các chị kéo lên cho em thoải mái. Nói chung mẫu này quá là toàn diện và xuất sắc luôn các chị ạ. Đấy, từ chất liệu, màu, size cho đến kiểu dáng của nó gọi là xuất sắc luôn. Và đủ size, đủ số, từ size M đến size 3XL, 40 cân cho đến 65 cân mặc vừa cho em. K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại ạ. Tông màu đầu tiên đó chính là tông màu cam đất này ạ. Rất là trẻ trung và tôn da đúng không ạ? Tôn da vô cùng cái màu này luôn ạ. Đấy, tiếp tục em sang tông màu tiếp theo nha. Rồi tiếp tục thì Dương qua K49 màu đen này. Đấy, một tông màu đen rất là dễ mặc, phù hợp với mọi độ tuổi, mọi làn da của chúng ta đúng nào. Rồi K49 ngày hôm nay sale mức giá 390.000 và hàng có đủ size, từ size XL cho đến size 3XL này. Đấy. À, từ size L cho đến size 3XL, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K49 K49 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 390.000 thôi các chị yêu nhá. Đấy, đây là sản phẩm Thùy Dương, nó không cài lông này. Đấy, không cài lông để cho các chị yêu này, mình không thích lông, mình có thể bỏ lông ra giúp em này. Đấy, mũ này là mũ có thể tháo rời nhá. Đấy, mũ có thể tháo rời cho em. Rồi ok, qua tiếp tông màu tiếp theo.
Rồi em lại qua tiếp tông màu tiếp theo đây ạ. Đó là một tông màu thanh rêu cực kỳ đẹp đúng không nào? Nhanh tay thôi em, yêu thích để cho em đó là K49. K49 kèm màu kèm số điện thoại giúp em này. Hôm nay sale chỉ còn họ của em qua 390. 390.000 này. Một tấn lông rồi. 390.000 các chị ơi. Đó là các chị nhìn thấy cái phần cổ lông của nó quá đẹp luôn các chị đúng không ạ? Phần cổ lông pha màu rất là trẻ trung cho em này, hoàn toàn có thể tháo rời nếu các chị không thích nha. 390.000 phao nhăn trần bông này, khóa cho đến đường kim mũi chỉ nét này nét luôn, hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nào. Sang tông màu xanh rêu này. Đấy, tông màu xanh rêu này. Các chị thấy tôn dáng không ạ? Rất là chiếc eo vừa vặn một người đúng không ạ? Phối hai cái phần túi sen này ở đây có phần đóng cúc luôn nhá. Đấy, đựng đồ gì đấy. Bấm cái cúc này vào cho em này rất là giữ dáng này. Đấy, được chưa ạ? Đó, cái này quá đẹp luôn này. Dáng này là dáng kiểu dài vừa phải ấy. Thùy Dương bên em là cao 1m55, còn Thùy Vân bên em là cao 1m63 này, mặc hai mẫu này đều ok. Đại diện cho các chiều cao cân nặng của chị yêu luôn. Đấy là các chiều cao thấp mình đều mặc được mã này cho em nhé. K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Lên đơn thành công cho các tình yêu mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 390.000 thôi, em cam kết cái này đẹp bằng hàng 600-700 ngoài hàng. Mà 600-700 ngoài hàng chất không đẹp bằng bên em cơ nó mới buồn chứ đúng không ạ? Các chị nhìn này, chất liệu phao nhăn và nó trần bông rất là mềm, rất là êm ái và trần rất là đều. Từng đường kim mũi chỉ là đều tăm tắp cho em, đẹp chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 nha. Cơ bên em có hai cơ sở này, cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em nhé. Mã hàng là gì ạ? K49 nha. Rồi ok, bây giờ Thùy Dương qua tiếp tục là K49 màu hồng phấn này. Màu tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng cho các chị yêu nào mà mình thích nữ tính một xíu, mình thích nhẹ nhàng mặc cho em tông màu hồng phấn nhá. Rồi để đúng cú pháp nào, K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 390.000. Hàng có size L đến size 3XL, từ 40 đến 65kg lựa chọn đều có size giúp em. Rồi K49 sale 390 này. Bây giờ thì Dương xin phép và giới thiệu lại một sản phẩm K49 và từng tông màu của K49 nhé. K49 là một sản phẩm này, dáng phao này là dáng phao dài. Dáng phao dài được thiết kế phần mũ có thể tháo rời và kèm lông ngũ sắc cho em. Và thêm một điểm nhấn là phần túi chúng ta có thiết kế phối phần ren này và phần cúc bấm này. Đấy. Và dáng này đặc biệt là dáng ôm form rất là chuẩn này. Đấy, kiểu như là dáng gần như là dáng chiếc eo đúng nào. Rồi ngày hôm nay sale mức giá 390.000 này là mức giá phá giá trị thị trường luôn này. Ngày hôm nay sale 390 để đúng cú pháp giúp em để lên đơn hàng là K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K49 này màu hồng phấn này 390.000. K49 màu đen này K49 màu xanh rêu 390.000. K49 màu đen này 390.000. Và K49 màu cam đất 390.000 cho em nhé. Đấy, ngày hôm nay mình muốn lên đơn giá 390.000, mình phải để đúng cú pháp cho em là K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để lên đơn hàng với mức giá 390 này. Đấy, chất liệu phao nhăn trần bông rất là dày dặn luôn em, bao giá này, bao chất toàn quốc và gì ạ, bất chấp mọi loại gió mùa cho các chị yêu luôn đấy. Mặc cho em chỉ cần thêm một cái áo len dày bên trong thôi là ấm áp cả một mùa đông luôn đúng không ạ? Rồi, 5 giây cuối cùng cho K49 nào. 5 giây cuối cùng nha, em cho các chị xem bên trong này. Bên trong áo này, tắc mắc này. Rồi 5 giây cuối cùng cho các chị yêu này. K49 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công 390.000 các chị yêu nhá. Rồi sản phẩm này bên em này đầy đủ 4 tông màu, em giới thiệu cho các chị yêu đầy đủ 4 tông màu. Đấy, màu hồng này, màu cam đất này, màu xanh rêu và màu đen này. Đấy, cả có lông và không có lông cho các chị yêu mình cùng ngắm luôn. Đúng. Và rồi, sản phẩm nào cũng có lông các chị yêu nhá. Đấy, mình không mình tháo lông luôn. Tại kho của bên em đang báo về đây là số lượng kho bên em ở ngay bên cạnh đây, các bạn telesale đang gọi và kho đang báo là đã hết hàng, hết size một số màu rồi các chị yêu ơi. Mình không nhanh tay là hết hàng luôn đấy ạ, với cái đợt rét này nó kéo rất là dài. Hôm nay vẫn là chưa lạnh đâu ạ, ngày mai ngày kia còn lạnh nữa. Và lạnh kéo dài cho đến qua Tết luôn các chị yêu nhé. Không có một ngày nào là ngày nắng trên 20 độ luôn. Nên các chị yêu mà không chốt nhanh là không có hàng đẹp mà mặc đâu ạ. Nhanh tay chốt cho em nào. K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. Lên đơn mức giá 390.000. Không mua nhanh là cháy hàng luôn này các tình yêu này. Rồi, K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Yêu thích để lo em theo đúng cú pháp nha. Bây giờ tiếp tục này, em chuẩn bị qua, em đã sang một cái mẫu áo da này. Một kéo da cực kỳ đẹp luôn. Áo da bên em là đến từ hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chất da hai lớp rất là dày dặn này. Được đinh tán ở cầu vai này, ở cổ này. Khóa thật, khóa giả này. Khóa này nhìn là cực kỳ trơn cho em đúng không nào? Túi thật, túi giả đúng không? Kèm theo một cái đai giúp em này. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể tháo ra, còn không thích là có thể để vào giúp em.
sale sale hôm nay chiếc áo da này em thấy thị trường nha là 600-700 nghìn là một điều quá là bình thường. Riêng hôm nay ở trong livestream ngày hôm nay của bên em, sale cái áo da này chỉ còn 249 nghìn thôi. 249 nghìn mà được một cái áo da đẹp như này, một cái áo da xuất sắc như này thì nhanh tay đặt đơn cho em nha. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K05 kèm màu, kèm số điện thoại với em nha. K05 ngày hôm nay em có 3 màu cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. Màu đầu tiên đó chính là tông màu vàng rất là rực rỡ, trẻ trung đấy, các chị mặc cái đi chơi Tết cho em thì đẹp tuyệt vời luôn. Kể cả các chị trong miền Nam, các chị mặc cho em sản phẩm này cũng ok luôn này. Tiếp theo là K05 màu bạc nha. K05 màu bạc, một màu rất là cá tính và trẻ trung, sang chảnh, màu hot trend, màu lễ hội đúng không ạ, của màu của năm nay nha. Nhanh tay chốt cho em nào, K05 kèm màu kèm số điện thoại, đủ size đủ số từ size M cho đến size XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Và cái thiết kế áo da này các chị mặc từ năm này qua năm khác không bao giờ lo lỗi mốt. Em bảo hành cho các chị mặc 2 3 năm không bao giờ bong nước, không bao giờ nổ luôn các chị yêu nhá. Rồi ok nào các chị ơi, hiện tại này comment nó nhảy lên rất là nhiều, nên là hiện tại em không thể nào mà đọc kịp tất cả comment của các chị ơi để trả lời được này. Đấy nên chị yêu nào mà mình comment mà chưa thấy em trả lời, mình hết sức thông cảm cho bên em nhá. Đấy. Rồi ok nào, K05 là mã sản phẩm ngày hôm nay, sale mức giá 249 nghìn, em bao giá bao chất toàn quốc luôn được không ạ? Rồi K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment rồi, nên đơn hàng ba màu này. Nha, mẫu này em sẽ qua rất là nhanh luôn vì số lượng bây giờ em còn rất là ít, đến những sản phẩm cuối cùng trong kho rồi. Em bán đến 3-4 nghìn cái này, mức giá 300-350 rồi, ngày hôm nay xả nốt 249 nghìn nha. K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nào, màu bạc này, màu nhũ vàng, màu vàng cho em nhé. Đó, nhanh tay cho em nhé, K05 kèm màu kèm số điện thoại 249 nghìn các tình yêu nha. Các mẫu phao vàng phía sau ở đây là em đều đã lên hết rồi đúng không ạ? Đầu livestream rồi, các chị chia sẻ livestream bên tường các chị xem lại giúp em, hoặc chờ em một chút, nán lại với em một chút thì em sẽ mặc lần lượt từng mẫu một cho mình nhá. Rồi mày ok nhá. Nào 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào yêu thích K39 để đúng cú pháp cho em. K39 kèm màu áo nhá. Lại bắt đầu K39. Ngáo rồi. Rồi em xin lỗi là K05 các chị yêu nhá. K05 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 249 nghìn. Đúng rồi các chị ơi, rồi cái mẫu phao vàng phía sau này vẫn còn quá trời chị hỏi luôn đúng không ạ? Thì lúc nãy là em đã mặc đi mặc lại hai lần mẫu này rồi, bây giờ em xin phép là em không mặc lại nữa. Thì em sẽ tranh thủ em giới thiệu luôn nha, em giới thiệu luôn cho các chị yêu đang quan tâm này. Đó, mã mặc canh đang mặc ở đây có giá sale là 550 nghìn, mã hàng là K33 cho em nhá. K33 sale 550 nghìn, size M và size L, chất liệu là phao da lộn đến từ Quảng Châu này. Cái mũ này có thể, cái lông này có thể tháo rời cho em nhé. K33 size M và size L này 45-65 cân mặc được. Đó, sale 550 nghìn, đó là K33 cho em nhé. Đó, một cái mẫu dáng dài tiếp theo của em đây là K16 này. K16 thì có size M, L, XL. Đó, từ 45 cân đến 60-70 cân mặc được cho em. Mã này 70 cân mặc được này. Đây là mã K16 cho em nhé. Đó, và còn một mã nữa thì đây là mã K32 cho em này. K32 thì nó dáng nó sẽ ngắn hơn này. Đấy, dáng ngắn và phao béo, form rộng cho em nhé. Và có hai cái túi hộp này, rất là to cho em này. Thì cái mã em đang cầm đây là K32 nhé, cũng 550 nghìn này. Phao vàng của em và đồng giá 550 nghìn nha. Đó, K32 này, 550 nghìn này. K33 này, 550 nghìn này. Đấy, và đây là K16 cho em này, 550 nghìn. Hàng đủ size cho dưới 65-70 cân mình đều mặc được cho em. Cái dáng dài thì chú ý giúp em là phải cao trên 1m55, 1m6 mình mới mặc được. Còn thấp quá mặc không đẹp các chị yêu nha. Còn cái dáng K32 của em và dáng lửng lỡ ấy, thì các chị mặc thoải mái cho em này. Bây giờ em đổi mẫu luôn nha. Rồi ok, bây giờ sẽ qua mẫu đây ạ. Rồi bây giờ em lại qua một cái mẫu này. Đây là một áo phao ngắn bên em này, với thiết kế điểm nhấn là những chiếc ly ở vòng eo này. Đấy, chiếc ly ôm sát vòng eo của mình đúng không nào. Nhanh tay giúp em nha, cổ này là cổ không tháo đời rời được giúp em. Áo phao này ngoài thị trường là 6 tháo được rồi cho em. Áo phao này ngoài thị trường là giá 600k, hôm nay bên em sale chỉ còn 299k thôi. 299k nhá, các chị không nghe nhầm đâu, bởi vì đây này, phao bên em là hàng Quảng Châu cao cấp, nhìn đường chi, đường kim mũi chỉ rất là dày dặn đúng không nào. Sale hôm nay chỉ còn 299k. Một tông màu đỏ là một tông màu cực kỳ là nổi trội, cực kỳ là đẹp luôn. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là mã K34 299 nghìn. Yêu thích để cho em K34 kèm màu, kèm số điện thoại. Đó là cú pháp phải lên đơn hàng thành công nào. Rồi ok, tiếp tục thì Dương K34 màu xám này. Ngày hôm nay K34 4 tông màu giới thiệu cho các chị yêu. Một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn, mũ có thể tháo rời cho em. Và điểm nhấn đặc biệt trên sản phẩm áo mà em đang mặc là một sản phẩm được chiết eo này. Đấy, sản phẩm phao chiết eo này ôm gọn cơ thể chúng ta này, mặc phao vẫn là giữ dáng đúng nào. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn bao nhiêu ạ? 299 nghìn thôi. Yêu thích để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là K34 kèm
kèm màu kèm rối mạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000 và hàng bên em đủ size từ size M đến size 3XL, từ 38 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em nhé. K34 em tiếp tục lên tông màu hồng cho chị yêu này. K34 em có 4 màu cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. Màu 4 màu và đủ rất là nhiều size đúng không ạ? Từ size M đến size 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em này. K34 kèm màu kèm số điện thoại lên đơn mức giá 299.000. Hàng của em là hàng Quảng Châu cao cấp, hàng đủ size đủ số cho em nhé. Và thiết kế của em nó là thiết kế chiết eo rất là vừa vặn ôm form vào cơ thể này. Em bỏ tay cho chị nhìn, nhìn hết cái dáng của nó này. Thế chiết eo rất là vừa vặn tôn dáng đúng không ạ? Dáng ngắn này rất là gọn gàng cho em này. Đấy, K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nha. Mức giá 299.000 nè. Rồi tiếp tục là qua K34 màu đen, một màu đen không kén da, kén dáng, kén độ tuổi chúng ta đúng nào. Độ tuổi nào, làn da nào mình cũng mặc được màu đen cho em đấy. Mà mặc lên rất là gọn dáng, đối với màu đen giấu dáng cực ok đúng nào. Rồi K34 ngày hôm nay sale 299.000 để đúng cú pháp cho em. K34 kèm màu kèm rối mạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000 và hàng là hàng có đủ size từ size M đến size 3XL, từ 438 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em này. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em là K34 kèm màu kèm rối mạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá K34 này. K34 màu đen này 299.000, K34 màu hồng phấn 299.000, K34 màu xám này 299.000 và K34 màu đỏ 299.000. Một sản phẩm dáng phao này chiết eo ôm gọn cơ thể rất là ok. Chị yêu nào mà mình làm văn phòng công sở, mình làm giảng viên, mình mặc cho em cái này đi rất là gọn gàng, rất là sang được chưa ạ? Rồi K34 kèm màu kèm số lại trên cùng dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000. Em bao giá bao chất toàn thị trường đối với sản phẩm này luôn được không ạ? Mũ có thể tháo rồi nhá. Đấy, chiết eo rất là đẹp này. Rồi K34 kèm màu kèm số lại trên cùng dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 nhá. Bây giờ 5 giây cuối cùng cho các chị yêu mình ngắm và mình cùng ngắm và mình cùng shopping này. Đấy, em chuẩn bị qua mẫu rồi nên có chị yêu nào yêu thích thì nhanh tay để đúng cú pháp cho em. K34 kèm màu kèm số hạ trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công nhé. K34 màu đỏ, K34 màu xám. Phí ship bên em là đồng giá 40k nhé. Với những cái áo khoác phao dày và nặng như thế này là em thu 40k trên một đơn hàng này. Thêm một áo phao thu thêm 10.000 nữa các chị yêu nhé. Đó, vì cái hàng áo phao này nó vừa cồng kềnh nó vừa nặng nên là cái phí ship nó sẽ hơi cao một xíu so với hàng mùa hè các chị yêu nhé. Đó, nhanh tay cho em nào. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Sale mức giá chỉ có 299.000 thôi ạ. Bây giờ em sẽ tiếp tục đổi mẫu nha. Ngày hôm nay em sẽ qua mẫu hơi nhanh một xíu này nè các tình yêu. Mình lắng nghe giúp em nhé. Lắng nghe giúp em sẽ giới thiệu rất là chi tiết về sản phẩm để mình ngày hôm nay mình lên đơn một cách nhanh nhất này. Hiện tại là bên em nhân viên đang làm việc rất là tích cực rồi và cái lượng đơn hàng rất là quá tải nhiều nhé. Nên là các chị yêu ơi vui lòng mình chốt đơn hàng trên livestream cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Còn các chị yêu nào mà inbox thì vui lòng là mình cứ phải chờ cho em một chút nhé, vì cái lượng inbox đang hơi nhiều một xíu này, thông cảm giúp em này. Đó, bây giờ em qua sản phẩm tiếp theo nha. Rồi em lại qua một sản phẩm tiếp theo là một cái áo phao dáng lỡ giúp em này. Một áo phao này cực kỳ đẹp, áo phao từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em, trần bông rất là dày dặn này, với điểm nhấn là logo ở phần ngực này rất là tinh tế đúng không nào, và logo ở phần ống tay này quá là đẹp. Mũ này là mũ không tháo rời được cho em này. Cổ, nhìn cái cổ này nó biết là cực kỳ là ấm đúng không nào. Áo phao này ngoài thị trường mọi người có biết là bao nhiêu tiền không? 750-850 đó là một chuyện bình thường luôn đúng không nào. Bên em liêm yết với giá này là 650, nhưng trong livestream ngày hôm nay cho những người đang xem livestream ngày hôm nay này, các tình yêu của em hôm nay em chia sẻ cho mọi em giảm giá cho mọi người chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 mà được một chiếc áo phao dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như thế này thì đừng chần chừ giúp em nha, đặt luôn cho em, bởi vì hôm nay là giá sấp mặt rồi đúng không nào. Yêu thích để cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại. K35 hôm nay có tận 7 tông màu. Em sẽ lên lần lượt các tông màu cho mọi người xem này. Rất là đẹp luôn, nhanh tay giúp em nha. K35 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi, màu mà Thí Vân em đang mặc là màu xanh ngọc các chị yêu nhá. Đấy. Rồi K35 màu tiếp theo là K35 màu đen. Một tông màu đen ai cũng có thể mặc được này. Đấy. Độ tuổi nào này, làn da nào cũng có thể mặc được cho em. Rồi K35 kèm màu kèm số mạng trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? 350.000 trên sản phẩm áo phao hiện tại em đang mặc nhá. Đấy, một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn luôn này. Form dáng cũng rất là gọn gàng, một thiết kế ống bo tay chun này. Đấy, rồi này, logo ở tay, logo ở ngực này. Đấy, rất là đẹp đúng nào. Ngày hôm nay chỉ với giá là 350.000 mình dinh sản phẩm áo phao này. Và bên em có đủ 4 size từ size M cho đến size 2XL.
từ size M cho đến size 2XL này. Đấy là từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Đúng rồi, đủ size, đủ số cho các chị em lựa chọn đúng không nào. Nếu thích cái chỉ cần để đúng cú pháp mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại, đó là cú pháp để lên đơn hàng thành công. Tiếp theo màu em đang mặc đó là một tông màu trắng này. Tông màu trắng này cực kỳ sang chảnh, cực kỳ đẹp đúng không nào. Mặc đi Samba cho em rất là đẹp luôn. Mà hôm nay sale chỉ còn 350.000. Nhanh tay giúp em nào, nhanh tay giúp em. 350.000 một chiếc áo lửng như này thôi. Để theo em cú pháp K35 kèm màu kèm rồi thoại. Quá đẹp luôn này. Đấy, màu trắng này các chị mặc đi như, kiểu như là đi Sapa này đúng không ạ? Đi chụp hình sống ảo cho em thì bao phê luôn ạ. Xả mức giá 350.000 nhá. K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Những cái dáng lửng như này giữ ấm cho cơ thể các chị yêu rất là tốt. Không phải là quá dài mà lo vướng víu đúng không ạ? Nhưng không phải là quá ngắn. Giữ ấm cho mình từ đầu đến chân đi ra ngoài đường thời tiết vừa mưa vừa rét như này. Phải có một em áo như này thì mới chịu được nhiệt các chị yêu ạ. Đó, K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em. Ngày hôm nay đủ size đủ số nhé, từ size M đến 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có. Rồi đúng rồi, từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em này. Tiếp tục qua K35 màu xanh rêu, một tông màu xanh rêu này thì rất là sang và rất phù hợp cho chị yêu nào mà mình thích bật tông da này. Đấy, ống bo tay chun nha. Rồi này, logo tay, logo ngực này. Đấy. Rồi K35 ngày hôm nay sale 350.000 để đúng cú pháp. K35 kèm màu kèm số loại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Hàng đủ size đủ số, từ size M cho đến size 2XL, từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em này. Đấy. Mình đúng có rồi. Đúng cú pháp là sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các chị rất là kỹ này. Mọi người chỉ cần để đúng cú pháp thôi là nhân viên bên em sẽ tự động gọi điện cho mọi người, tư vấn cho mọi người, size số cho mọi người luôn nha. Nên là yêu thích để cho em đúng mã sản phẩm. K35 là mã sản phẩm em đang mặc trên người. K35 kèm màu kèm số loại. Một cái tông màu hồng này cực kỳ là tiểu thư, cực kỳ là nhẹ nhàng đúng không nào? Rất là bánh bèo luôn này. Rồi. Nhanh tay chốt cho em nha. 7 màu cơ các chị ạ, thoải mái màu gì cũng có luôn này. Đó, chốt nhanh cho em không là hết hàng luôn đây này. Hiện tại hàng đang cháy hàng rồi các chị ạ. Hiện tại là em đang quá tải đơn hàng và cái hàng trong kho em đang vơi đi rất là nhanh. Ngoài ra hàng Quảng Châu là bây giờ không gọi được nữa nên là không mua nhanh là hết hàng, không có hàng đón Tết các chị yêu nhá. Thông cảm giúp em, hiện tại lượng comment đang rất là nhiều thì em không kịp trả lời comment của từng chị một. Vậy nên các chị ơi thông cảm giúp em, mình lắng nghe giúp em nhá. Em giới thiệu rất là chi tiết về sản phẩm thì mình ưng thích mã nào, mình chốt cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Hệ thống của em tự động quét đơn, sau đó sẽ có tele sale gọi điện tư vấn chốt hàng cho mình nhá. Rồi tiếp tục qua K35 màu đỏ, màu đỏ rất là rực rỡ nổi bật đúng nào. Trong cái mùa đông lạnh giá này mình mặc cho em cái màu đỏ này cảm thấy rất là ấm áp rồi. K35 kèm màu kèm rối mạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 thôi. Hàng đủ size từ M đến 2XL, từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em nào. K35 kèm màu kèm rối mạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, qua tiếp một tông màu cuối cùng đấy ạ. Rồi tông màu cuối cùng là một tông màu sáng cực kỳ là sang chảnh đúng không nào. Yêu thích để cho em K35 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Một tông màu xám rất sang chảnh nào. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại lần lượt từng tông màu cho mọi người xem nha. Ai chưa mua được thì phải chốt nhanh cho em. Mà màu đẹp như này chốt luôn cho em vài cái cũng được đúng không nào. Z đã đến nơi rồi nào. Nhanh tay nào. Màu đầu tiên em đang mặc đó là một tông màu xám này. K35 màu xám 350.000 thôi. K35 màu đỏ 350.000 này. K35 màu xanh ngọc này, một màu cực kỳ đẹp luôn, 350.000. K35 màu đen 350.000 và K35 màu hồng này baby 350.000. K35 màu rêu này 350.000 và K35 màu trắng 350.000 nhá. Bảng màu cho các chị yêu đây ạ, đủ cho các chị yêu 7 màu cho các chị yêu lựa chọn thoải mái luôn. Size từ size M đến 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu các chị yêu đều có thể mặc vừa cho em. Chốt nhanh cho em không là hết hàng luôn đấy ạ. K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Chỉ cần để lại đúng cú pháp, hệ thống của bên em tự động quét đơn. Sau đó sẽ có tele sale gọi để chốt đơn cho các tình yêu nên các tình yêu cứ hoàn toàn yên tâm cho em luôn nhé. Đó, dáng này là dáng lửng này, cao thấp để mặc được cho em. Phao trần bông hàng Quảng Châu cao cấp cho em này. Chuẩn từng đường kim mũi chị sắc nét vô cùng luôn ạ. Đó, nhanh tay chốt cho em nào. Nhanh tay chốt không là hết hàng nên em dành ra 10 giây cuối cùng nha. Rồi em dành ra 10 giây cuối cùng ngắm trọn vẹn K35. Rồi để đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Đấy, một sản phẩm phao hàng Quảng Châu cao cấp như vậy này. Đấy, trọn bông rất là dày dặn luôn các chị ạ. Rồi nào, bây giờ này có một số các chị đang quan tâm đến sản phẩm váy bên trong đúng nào. Vậy thì bây giờ thì Dương xin phép này được ngưng lại sản phẩm áo phao và giới thiệu lại sang một sản phẩm hiện tại mà Thúy Dương đang mặc nhá. Một sản phẩm mà hiện tại Thúy Dương đang mặc là một sản phẩm váy len thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu. Hàng mà Thúy Dương đang mặc là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1. Hai phần ống tay này là điểm nhấn được thiết kế này, bồng xòe rất là tinh tế điệu đà đúng không ạ. Ngày hôm nay sale mức giá
99k chị yêu nào đang xem livestream của em yêu thích để đúng cú pháp gem mã sản phẩm này là V62 kèm màu kèm số thoại trên V62 kèm màu kèm số thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 99k này. V62 bên em có 4 tông màu cho các chị yêu mình cùng lựa chọn nhé. V62 này dưới 65kg em bao vừa cho các chị yêu luôn này. Đấy. Và ống tay trên phần ống tay có điểm nhấn này, chất liệu len tăm rất là dày dặn. V62 màu đỏ mận 99k, V62 màu xám 99k này, V62 màu xanh coban 99k và V62 màu nâu 99k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 99k cái chiếc này, bao vừa dưới 65kg. Nhanh tay cho em. Nhanh tay cho em nhé. Đấy, các chị ơi, em dành ra 10 giây cuối cùng chốt cho em mã V62 này sale 99.000 nha. Chờ em một chút, bây giờ em sẽ tiếp tục qua cái mẫu phao vàng ở phía sau cho các tình yêu luôn này. Rất là nhiều chị quan tâm đến phao vàng từ đầu livestream đến giờ đúng không ạ? Em đã mặc đi mặc lại rất là nhiều lần. Bây giờ chiều lòng các tình yêu, em sẽ mặc lại một lần cuối vào cái sản phẩm phao vàng cho em nhé. Ngắm cho em trọn vẹn cái mã phao vàng đang hot hit quá trời là hot hit trên thị trường thời trang đúng không ạ? Em tham khảo giá trên thị trường 750.000, 1 triệu đồng đều có. Mà chất lượng hàng không đẹp bằng bên em đâu ạ. Bởi vì bên em toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp. Em đi tận nơi, em đến trực tiếp đánh hàng này, kiểm tra chất lượng từng đường kim mũi chỉ và nhập về với số lượng rất lớn. Ngoài ra lấy lãi của các tình yêu rất mỏng mới có những cái giá rất là yêu thương cho các tình yêu như vậy nhá. Còn các shop ngoài kia người ta bán 950, 1 triệu là giá bình thường luôn các chị ạ. Đó, bây giờ em bắt đầu lên sản phẩm phao vàng đầu tiên này. Các chị lắng nghe giúp em sẽ giới thiệu sản phẩm rất là chi tiết cho mình nha. Sản phẩm phao vàng đầu tiên ở đây ạ. Đó, đó là cái sản phẩm với cái thiết kế là phao kiểu dáng béo đấy ạ. Đấy, dáng béo hơi suông một tí này. Đó, và có hai cái túi hộp điểm nhấn ở đây đúng không ạ? Và là dáng suông không rút eo nhá, trơn đơn giản cho em này. Ôi, phao trần bông phải dày đến 5cm này các chị, nhìn nó to, nó dày, nó ấm vô cùng luôn. Và chất liệu của em là chất liệu phao da lộn các chị yêu nhá. Các chị nhìn thấy cái vân của nó không ạ? Phao da lộn này có phần bo ở tay này, các chị có thể điều chỉnh phần cúc này cho em nhá. Đó, cổ lông của em này, cổ mũ này không tháo được nhưng lông hoàn toàn có thể tháo được. Đấy, lông màu trắng tiêu này. Ui, quá đẹp luôn. Nhìn như kiểu là rực rỡ và nổi bật đúng không? Rất là sang chảnh cho em nha. Mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em với mức giá 550.000 các tình yêu nha. Cam kết với các chị yêu là hàng rẻ, đẹp và chất lượng nhất trên thị trường với mức giá 550.000 nào. Mã hàng cho em là K32 nha. K32 kèm theo số điện thoại 550.000 nào. K32 hiện tại Thùy Dương đang mặc size S nha. Size S là size nhỏ nhất của sản phẩm nhưng mà form khá là rộng, nên là cho các tình yêu dưới 55cân mình mặc thoải mái cho em nhé. Ngoài ra còn có size lớn hơn để cho các tình yêu mập hơn cho em nào. Mã hàng là K32 nha. K32 em sale bao nhiêu ạ? 550.000 nào. Ngắm trọn vẹn cho em mã này này. Thùy Dương bên em là cao bao nhiêu ạ? Cao 1m55 và mặc cái mẫu K32 này. Hiện tại đang trên gối khoảng 10cm nha. Thì các chị ước lượng cho em. Chiêu nào mà thấp thấp nhỏ nhỏ mình không mặc được những cái mã này, mình chọn cho em cái K32 rất là ok. Đó, sau tẹo nữa em sang hai cái kênh thì nó sẽ dài hơn nhé. Đó, nào em dành cả 5 giây cuối cùng chốt cho em cái K32 này nhé. K32 sale 550.000 này. Quá là đẹp luôn các chị này. Để các chị cho các chị xem này. Khóa đồng này. Khóa đồng rất là trơn luôn đúng không ạ? Đấy. Trần bông bên trong này. Úi trời ơi. Đẹp như này có 550.000. Không mua ở đâu được luôn ấy. Không thể mua được ở đâu luôn. Các chị nào gần shop em mình qua trực tiếp mình thử cho nó ưng ý nhá. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 đèo Đông Lâm, Bắc Giang cho em nhé. Hàng của em là hàng loại 1 này. Hàng của em mà là loại 2 thì không có loại nào là loại 1 nữa luôn nhé. Mà có 550.000 thôi, xứng đáng tiền triệu của các chị này. K32 kèm theo số điện thoại cho em và số lượng hàng trong kho bây giờ còn rất là hạn chế thôi. Các chị có thể ghé trực tiếp shop em mua đồ hoặc đặt hàng online thì đặt trực tiếp tại livestream theo cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại để em phục vụ cho mình nhanh nhất nhé. Còn là cần tư vấn thêm thì inbox cho em, thì thông cảm cho em inbox là em sẽ không trả lời nhanh được các tình yêu nha. Đấy, rồi ok, tiếp tục qua một sản phẩm hot hit trên thị trường thời trang này. Và một sản phẩm phao này là phao dáng dài cho em nhá. Đấy, thì thiết kế là form dáng cũng là form dáng rộng này. Cổ lông là lông nâu, lông tiêu này. Lông nâu tiêu rất là đẹp đúng không nào. Rồi thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn, một theo phong cách Hàn Quốc, một phong cách rất là trẻ trung năng động này. Ống bo này, ống tay cũng được bo này. Đấy, ngày hôm nay sản phẩm này cũng sale chỉ với giá 550.000. Phao trần bông rất là dày dặn, một phong cách này sang bên nước ngoài này. Chính xác luôn. Mọi loại giống cái dáng này là dáng dài cho em nhé. Thùy Dương bên em cao 1m55 và mặc kín gối luôn các chị ạ. Đấy thì cái này càng cao mà càng đẹp cho em. Tối thiểu thì mình cũng 1m55 cho em nhé. Thấp quá mà cái này nó bị nuốt người các chị yêu nhá. Đó, phao trần bông rất là dày, rất là ấm cho em này. Các chị ơi, ở đây có cái phần rút eo nhá. Đấy, các chị thích thì các chị để xuông, hoặc các chị không thích các chị chiết eo vào cho em. Đấy, chiết eo vào cho em thì nó rất là tôn dáng của các chị yêu luôn nhá. Để em chiết eo thử cho các chị nhìn này. Đó, chiết eo nó tôn dáng rất là ok luôn này. Đó, sale chỉ có 550.000 thôi. Và mã hàng này là mã hàng K16 cho em nhé. Đấy, chiếc eo và tôn dáng như này. Không thích thả xuông ra theo mặc theo kiểu Hàn Quốc, Hàn Sẻng ok luôn đúng không ạ?
K16 sale 550.000 và K16 em có đủ size từ size M đến size XL, 45 cân cho đến 70 cân mình mặc được mã này cho em này. Mã này giúp em người nào mà thấp quá, nhỏ quá đừng mặc mã này cho em nhé, nó bị nuốt người nhá. Cao cao lớn lớn một xíu mặc mỗi cho em thì nó sẽ càng đẹp hơn các chị ơi. Tối thiểu là từ 1m55 và từ 45 cân cho em nhá. K16 cho em này. Bây giờ em tiếp tục qua cái sản phẩm ở trên canh các chị yêu nha. Rồi, K16 có 3 mẫu áo phao màu vàng cho em này. Đó. Em có 3 mẫu áo phao màu vàng quá đẹp luôn này. Ngày hôm nay mà không chốt được cái nào thì hơi tiếc luôn. Và hàng bây giờ em còn rất là ít thôi. Hàng này đều phải chờ xưởng Quảng Châu họ may rất là lâu. Mỗi lần em đặt mấy trăm cái trả cho khách buôn gần như là hết. Mà nó may cái này rất là lâu luôn. Bây giờ là cuối năm rồi, Quảng Châu người ta làm hết sang hàng xuân hàng thu. Hàng áo phông, hàng áo sơ mi rồi người ta không còn làm hàng áo khoác. Người ta rất là ngại làm cái hàng này. Vừa sợ tồn lại vừa lâu đúng không ạ? Nên người ta may cái này của em lâu lắm. Mà bây giờ gọi hàng rất là khó rồi. Vì cuối năm này vừa tắc biên, mưa rét như này vừa tắc biên vừa khó gọi hàng này. Nên là mình không chốt nhanh cho em là em lại phải hẹn mọi người. Hẹn mọi người rất là lâu mới có hàng đấy ạ. Đấy phải chốt nhanh cho em không là hết hàng, cháy hàng cái mã này cho em này. Đó em sang mã tiếp theo luôn nha. Rồi tiếp tục là sang mã tiếp theo này là vẫn là một sang mã một sản phẩm kiểu vẫn thiết kế là form dáng dài này. Đấy và thiết kế là phao dáng béo các chị nhá. Phao trần bông được bo ống tay này, thiết kế hai phần túi này rất là sâu này, túi giả cho em này. Đấy, ống bo này. Đằng sau ở bên trong chúng ta có một phần dây rút, chị yêu nào không thích rút eo mình mặc dáng suông cho em đấy. Thích thì rút eo cho em bên trong tôn dáng càng ok. Chất liệu là chất liệu phao da lộn này. Đấy, trần bông đấy, cực kỳ là dày dặn luôn các chị ạ. Này các chị, trần phải đến 5 cm luôn ạ. Cực kỳ dày, cực kiếm mặc là phát nóng luôn. Thời tiết và thời tiết đại Hàn dưới 20 độ mặc được cái này cho em nhá. Mưa tuyết mặc càng thích luôn này. Chứ trời nóng mặc cái này là chết luôn đấy ạ. Đấy. Đó, ngày hôm nay em sale cũng chỉ có 550.000 thôi và mã hàng của em nó là K33 các tình yêu nhá. K33 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nào. Mẫu này có size M và size L cho em này. Đó, cho cân nặng từ khoảng 45 cân đến 65 cân mặc được cho em và cái phần mũ lông trắng này. Lông trắng tiêu rất là to đúng không ạ? Ồ, cái này mặc đi chụp hình. Các chị mặc đi chơi nước ngoài hoặc các chị mặc đi chụp hình sống ảo quá đẹp luôn, nổi bật luôn này, mỗi chị một màu. Đấy, mấy chị một nhóm mặc mỗi chị một màu. Thiết kế này, chiếc eo cho em này, thêm lên cái túi. Mã này nó có nhiều điểm nhấn hơn nhé và khóa cho em là khóa 2 chiều nữa kiểu này. Đó, khóa 2 chiều luôn này. Phao trần bông rất là dày luôn này, cực kỳ dày, cực kỳ ấm luôn ạ. Xả mức giá 550.000 nha. K32 kèm theo số điện thoại cho em nào. K33 nhé. Bây giờ em điểm lại các mẫu màu vàng cho rồi, mã thì Dương đang mặc là K33. K33 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K33 có hai size M và size L nha. Size M và size L cho người dưới 65 kg mà ok rồi. Đó. Rồi trên tay thì Dương đang cầm một cũng là thiết kế phao dáng dài hai phần túi hộp rất là lớn, có rút eo luôn này. Ngày hôm nay sale mức giá cũng 550.000 và hàng đủ size từ M đến XL, dưới 70 kg mặc thoải mái gen sản phẩm K16. K16 kèm màu kèm số là trên cùng một dòng comment. Và một sản phẩm nữa là một sản phẩm dáng lỡ này. Đấy, chị yêu nào cao thấp mình mặc đều ok. Mũ lông rất đẹp đúng nào, chất phao da lộn túi hộp rất là lớn. K32 kèm số là trên cùng một dòng comment lên đơn hàng mức giá 550.000. Đồng giá 550.000 các chị yêu nhá. Em nhắc lại một lần cuối trước khi em rút cái mã màu vàng này. Sau khi em rút thì các chị đừng bắt em mặc lại nha. Mặc đi mặc lại rồi ạ. Đó, đồng giá 550.000 cho em nhá. Mẫu mà Thùy Dương mặc thì mã hàng là K33 cho em này. Mẫu Thùy Dương mặc mã hàng K33 cho em. Mẫu em đang cầm trên tay mã hàng là K32 nhá. K32 cho em này, kèm cho em bổ sung túi rồi này. Mẫu Thùy Dương đang cầm trên tay là K16. K16 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công với mức giá 550.000 này. Đấy. Đó, nhanh tay cho em nào, những cái mẫu phao màu vàng này nó quá là cháy hàng luôn các chị ạ. Đấy, mặc dù là giá nó hơi cao một xíu nhưng mà nó cao tương đương với chất lượng của nó nhé. Đấy, nhập vào nó đã rất là cao rồi. Và hàng nó chất lượng cũng rất là đẹp nên là giá thành nó sẽ hơi cao một xíu nhưng mà rất là xứng đáng với đồng tiền bát gạo các chị yêu bỏ ra nhé. Chốt cho em theo đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Em lên đơn hàng cho mình thành công này. Mức giá rất là ưu đãi luôn đúng không ạ? 35. Mà cao 09 đấy. Đó, đem đến rất là nhiều chị đang chốt đơn đây rồi đúng không ạ? Các chị ơi cứ để lại đúng cú pháp cho em này là em lên đơn cho mình nhá. Các chị yêu có thể ghé trực tiếp cửa hàng của em này. Cơ sở 1 là số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 là Đèo Lâm Lâm, Bắc Giang nhá. Rồi đúng rồi nha. Mình qua cơ sở mình thử đồ cho ưng ý này. Rồi tiếp tục với sản phẩm thì Dương đang lên này. Qua sản phẩm áo phao thì Dương lên một sản phẩm áo dạ cho các chị yêu. Một sản phẩm áo dạ được thiết kế là form dáng baby doll, rất là dễ mặc và rất là dễ thương đúng không ạ? Thiết kế điểm nhấn là phần cổ vét bản lớn rất là sang chảnh này. Đấy, rất là tinh tế và sang chảnh. Điểm nhấn này phần túi có cách điệu đằng sau chúng ta có một phần đai làm tôn lên dáng áo baby doll của chúng ta rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sản phẩm này
sale sập sàn nhá, chị yêu, giá chỉ còn 249.000, mà bên ngoài thị trường giá đang dao động từ 600.000 đến 700.000 trên sản phẩm áo này nhá. Rồi ok, ngày hôm nay em sale lỗ cho các chị yêu luôn, bởi vì sản phẩm này bên em còn số lượng rất là ít, một vài chiếc nho nhỏ xinh xinh mang ra sale lỗ cho các chị yêu để kết thúc mẫu cho nhanh được không ạ? Rồi mã là K09, để đúng cú pháp cho em là K09 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 249.000 này. K09 em có 2 tông màu. K09 màu em đang mặc là một tông màu nâu bò rất là sang. Rồi K09 màu be này, màu kem này. Đấy, 2 tông màu. Nhưng nhược điểm của sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc là sản phẩm này hiện bây giờ chỉ còn size lớn cho chị yêu nào từ 55kg mình trở lên mình mới có thể mặc được giúp em này. Đấy, màu nâu bò em còn size cho người từ 55 đến 70kg mình mặc ok cho em. Màu kem em chỉ còn size lớn từ khoảng cân nặng 60 đến 70kg mình mặc ok cho em nhá. Rồi yêu thích để đúng cú pháp cho em, K09 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 trên sản phẩm áo da, áo da hiện tại em đang mặc này. Đấy, áo dạ ép này, chất liệu dạ ép dạ mịn cao cấp đến từ Quảng Châu này. Đấy, dạ rất là lì các chị yêu ạ. Đấy, một cái sản phẩm dạ ép Hàn Quốc như này này, em bao giá bao chất toàn quốc, không ở đâu dám bán cái giá 249.000 như bên em đâu. Bởi vì bên em là còn số lượng ít, bất chấp này là xả lỗ cho các chị yêu để kết thúc mẫu cho nhanh, đón lại đón phao về cho các chị yêu mình cùng bùng lụa trong cái đợt Tết Z này đúng nào. Rồi ok, nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K09 là mã sản phẩm áo dạ nhá. Mã sản phẩm áo dạ ngày hôm nay sale 249.000 này. Đấy, để đúng cú pháp là K09 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Lên đơn hàng thành công mức giá là 249.000 này. Đấy, để đúng cú pháp cho em nha. Các chị yêu mình phải để đúng cú pháp này. Đừng mà là cho chị cái mẫu mặc, cho chị cái này, cho chị cái kia là bên em không thể nào mà lên đơn hàng đối với những cái comment như vậy được đúng nào. Bởi vì bên em nhờ phần mềm hệ thống máy tính quét đơn của các chị yêu này. Đấy, nên mình phải để đúng cú pháp thì là hệ thống máy tính họ mới quét được đơn đúng không ạ? Rồi áo phao béo và màu vàng bên em, ba cái sản phẩm áo phao màu vàng này bên em đang sale đồng giá còn 550.000 các chị yêu nhá. Ba sản phẩm này toàn bộ là ba sản phẩm đang hot hit trên thị trường thời trang bây giờ, đang hot hit trên thị trường thời trang luôn này. Đấy, ngày hôm nay sale đồng giá chỉ còn 550.000 trên ba sản phẩm áo phao vàng đấy ạ. Đấy, ba sản phẩm áo phao vàng đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ em sẽ qua tiếp sản phẩm tiếp theo này. Rồi bây giờ thì Dương sẽ qua sản phẩm là sản phẩm áo phao ngắn này. Đấy, từ nãy giờ lên dáng phao dài đúng nào. Vậy thì bây giờ thì Dương sẽ qua sản phẩm áo phao ngắn để phục vụ các chị yêu nhá. Sản phẩm phao hiện tại thì Dương đang mặc trên người một sản phẩm phao Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế trần bông rất là dày dặn này. Đấy, bo tay này, bo bên dưới luôn các chị yêu này. Họa tiết điểm nhấn đặc biệt đó là phần logo ngực và phần logo tay rất trẻ trung năng động. Đằng sau có một dòng chữ cho các chị yêu. Ngày hôm nay sản phẩm này em sale với mức giá sốc cho các chị yêu luôn này. Bên ngoài thị trường tham khảo giá đang có giá từ bao nhiêu ạ? Từ 550.000 đến 600-700.000. Hiện tại bên em đang niêm yết với giá là bao nhiêu ạ? 450.000. Bây giờ thì Dương mang sale lỗ sale sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm này nhá. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K15 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá là 350.000 này. K15 là sản phẩm em đang mặc. Ngày hôm nay 4 tông màu. Ngày hôm nay có 3 tông màu cho giới thiệu cho các chị yêu này. K15 màu đen 350.000 này. Đấy, K15 màu trắng này 350.000 này. Đấy, ở khóa có cái tag này và phối viền khóa rất là tinh tế này. K15 màu xanh rêu 350.000. Và hàng bên là hàng Quảng Châu cao cấp, hàng có đủ size số, từ size gì ạ? Từ size M cho đến size 2XL là từ 45 đến 65kg mình có, từ 60kg thôi. Bởi vì bên em là hết size XL rồi, chỉ còn size L thôi. Là từ dưới 60kg mình mặc ok xem sản phẩm này. Yêu thích để đúng cú pháp xem là K15. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. Đấy, một sản phẩm áo phao này. Nhanh tay lên đơn cho em này, không là hết hàng luôn này. Đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại nha. Bây giờ em xin phép là sẽ thêm một lên thêm một số những cái sản phẩm sale nữa để phục vụ các tình yêu luôn nha. Có cái váy tay nơ. Váy tay nơ.
đó, K15 cho em này. Đó, ba cái sản phẩm phao vàng ở đây các chị yêu quan tâm này, bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các chị yêu luôn nhé. Ba cái sản phẩm phao vàng này cho em này. Với sản phẩm mà Canh đang mặc ở đây này, đó, mã hàng cho em là mã hàng K33 nhé. K33 em sale 550.000 này. Hàng có size M và size L cho em, từ 45 cân cho đến 65 cân mặc vừa cho em. Chất liệu của em là chất liệu phao da lộn các chị yêu nhé. Chất liệu phao da lộn này rất là dày dặn này. Đấy, trần bông rất là dày ấm cho em và thiết kế rất là đẹp luôn đúng không ạ? Phần mũ lông tiêu này, lông trắng tiêu này có thể tháo rời cho em nhé. K33 sale 550.000 này. Rồi với hai mẫu ở phía sau đây em xin phép là sẽ giới thiệu luôn nha. Đó, mẫu như Canh mặc là K33 nhá, sale 550.000. Chất liệu là da lộn này, trần bông này. Đó, hàng có đủ size, size M và size L nhé. Đó. Tiếp theo mẫu em đang cầm ở tay đây ạ. Mẫu em đang cầm ở tay này thì cái form dáng nó sẽ ngắn hơn và trẻ trung hơn đúng không ạ? Form dáng ngắn hơn này. Đấy, cũng là có cái mũ lông rất là màu trắng đây ạ, đúng không ạ? Tay bo cho em này. Đó, và mã này em sale mức giá là cũng 550.000 và mã em đang cầm ở tay là K32 các tình yêu nhé. Mã em đang cầm ở tay là K32 cho em này. Thôi đi mày, cứ mỏi quá. Rồi, tiếp tục bây giờ thì Dương sẽ sang một số sản phẩm là hàng váy len sale cho các chị yêu này. Đấy, để mình sắm nha. Rồi, sản phẩm mà em đang mặc trên người đây là một sản phẩm váy len hàng Quảng Châu cao cấp, được thiết kế là thiết kế form dáng chữ A này. Đó, mình mặc dấu dáng cho em sản phẩm này rất là đẹp, với phù hợp chị yêu nào mình thích dấu dáng, mình không tự tin về vòng hai của mình. Thiết kế điểm nhấn sản phẩm này em đang mặc trên người là xẻ và xòe ống tay này, được thiết kế này, có một cái phần nơ ở đây này, đấy, làm điểm nhấn trên phần ống tay chúng ta, rất là điệu đà đúng nào. Rồi, ngày hôm nay sản phẩm này em sale mức giá 99.000 cho chị yêu nào mình đang xem livestream của em, yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là váy tay nơ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công với mức giá là 99.000 các chị yêu nhá. Và với sản phẩm này, chất liệu len kim tuyến dày dặn cao cấp đến từ Quảng Châu, em bao vừa cho các chị yêu dưới 60kg, em bao vừa hết cho các chị yêu này. Đấy, rồi ngày hôm nay sale 99.000, yêu thích để đúng cú pháp cho em váy tay nơ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là chỉ 99.000 này, và chỉ duy nhất một màu đen nhá. Đấy, chất gì ạ? Chất len kim tuyến này. Đấy, không biết ở trên livestream các chị yêu mình có nhìn rõ chất liệu len kim tuyến không ạ? Đấy, nó cứ ong ánh ấy ạ. Đấy, rồi bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, váy tay nơ kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng mức giá là 99.000 này. Đấy, rồi bây giờ em tiếp tục qua mẫu để cho các chị yêu mình nhiều sự lựa chọn nhá. Đúng rồi, ba bây giờ em lại tiếp tục giới thiệu ba cái áo phao màu vàng ở đây nhá. Đó, cái mã mà dáng dài mà có túi hộp ở ngoài này đúng không ạ? Đây, mã dáng dài túi hộp ở ngoài này thì mã hàng là K16 cho em nhé. K16 thì em sale mức giá là cũng là 550.000 này. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục qua sản phẩm áo dài nhé. Khoác phao màu vàng em đồng giá 550.000 này. Ba mã áo phao màu vàng các chị đang xem trên livestream là đồng giá 550.000. Không, cái này nó lệch lệch này. Cái này bị nghiêng đúng không? Ba mẫu áo phao màu vàng ở đây của em đều là đồng giá 550.000 nhá. Mẫu mà trên Canh đang mặc thì là mã là K33 cho em này. Tiếp theo mẫu cạnh đó là mẫu túi hộp. Đấy, hai mẫu túi hộp của em thì túi hộp dáng ngắn là K32, túi hộp dáng dài là K16 cho em nhá. Đấy, túi hộp dáng ngắn là có cái cổ lông màu trắng ấy thì mã hàng là K32 cho em. Còn túi hộp mà có mũ lông màu nâu dáng dài thì nó là K16 cho em nhá. Kèm cho em thêm số điện thoại em sale mức giá 550.000 nha. Rồi, bây giờ thì Dương xin phép được qua một sản phẩm váy len body mà hiện tại chị Dương đang mặc trên người mà đến giới thiệu cho các chị yêu, là một sản phẩm váy thiết kế này. Họa tiết điểm nhấn là phần cổ chúng ta được họa tiết điểm, họa tiết Fendi. Họa tiết Fendi ở tay và họa tiết Fendi dưới chân váy này. Một họa tiết Fendi đang là hot trend của năm nay đúng không ạ? Riêng họa tiết Fendi thì không năm nào lo lỗi mốt đúng nào. Rồi, sản phẩm mà em đang mặc trên người ngày hôm nay sale giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn 199.000. Để đúng cú pháp xem mã sản phẩm là V87 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 199.000 này. Sản phẩm này được thiết kế là chất liệu len tăm rất là dày dặn này. Đấy, co giãn rất là nhiều và co giãn ở độ đàn hồi rất là tốt nhá. Đấy, phần eo của chúng ta cũng có một phần điểm nhấn này. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 199.000. Để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là V87 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. V87 màu cam này 199.000, V87 màu đỏ mận này 199.000, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá là 199.000 các chị yêu nhá.
Rồi còn chị yêu nào mình quan tâm sản phẩm gì, mình yêu thích sản phẩm gì này, mình để comment tại đây hay câu hỏi thắc mắc gì, mình để comment tại đây để Thùy Dương trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu. Còn nếu không bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc live stream nha. Rồi, ba sản phẩm áo phao vàng đằng sau bên em sale đồng giá 550.000 các chị yêu nhá. Sale đồng giá 550.000 này. Đấy, chị yêu nào mà mình gần cơ sở nào mình có thể mua qua mua hàng trực tiếp cho bên em. Bởi vì nghe cái giá nó cũng hơi cao đúng nào? Bởi vì là mình nghe giá hơi cao này mình không tin tưởng mua ở trên livestream thì mình có thể qua trực tiếp bên em là cơ sở 1 là số 6 ngõ 41 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ hai bên em là đối diện cổng trường Nông Lâm Bắc Giang. Ba sản phẩm áo phao vàng này bên em sale đồng giá 550.000 này. Đấy, sản phẩm của con canh đây là K33. K33 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 550.000. Sản phẩm tiếp theo chỗ tay thì Dương đang để đây là một sản phẩm phao dáng lỡ này. Đấy, có hai phần túi hộp rất là lớn, sale mức giá 550.000, mã là K32 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Tiếp tục là cái sản phẩm có lông màu nâu là thiết kế hai túi hộp cũng rất là lớn này. Đấy, thì ngày hôm nay sale mức giá 550.000, mã là K16 nhá. K16 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K16 riêng cái sản phẩm này bên em có size M cho đến size XL, là dưới 70kg mình có size lựa chọn cho em. Hai size này đều có size S và size M này, nhưng form của nó cũng rất là rộng nên dưới 65kg mình mặc ok cho em này. Rồi ok, và bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc livestream ở đây. Xin chúc mừng và xin cảm ơn tất cả các tình yêu mình đã theo dõi ủng hộ con em trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.